Xin chào các bạn, mình là Kim Chi, biên tập viên của Ulysses TV, kênh truyền hình sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau một thời gian dài vắng bóng, chúng mình đã quay trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới, nhanh chóng hơn, chính xác hơn, chuyên nghiệp hơn và nhiều chuyên mục đặc sắc hơn. Chắc chắn Ulysses TV sẽ mong nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn và hãy cùng chờ đón những siêu phẩm của chúng mình trong tương lai các bạn nhé. Còn bây giờ, hãy cùng Kim Chi và bản tin tháng 9 nhìn lại những sự kiện trong 3 tháng vừa qua các bạn nhé. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân đại học chính quy cho hơn 800 sinh viên thuộc QH2016F1 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ đã long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cử nhân đại học chính quy cho hơn 800 sinh viên khóa QH2016 tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong không khí trìu mến và thân mật, Thầy Đỗ Tuấn Minh, hiệu trưởng nhà trường đã có đôi lời nhắn nhủ và tận tay trao những tấm bằng tốt nghiệp đến các tân cử nhân tương lai. Buổi lễ đặc biệt còn có những lời tri ân xúc động và bài phát biểu truyền cảm hứng của các gương mặt thủ khoa các khóa sau 4 năm ngồi trên giảng đường. Sáng nay thì mình vừa mới tham gia lễ bế giảng. Hiện tại thì mình cảm thấy rất là vui và trong lúc mà tham gia bế giảng thì thực sự là lễ bế giảng khiến cho mình cảm thấy rất là xúc động. Tôi cảm thấy rất là xúc động vì thực sự cái cảm giác của thầy trò rất là quyến luyến. Các bạn học sinh rất là cố gắng trong khoảng thời gian qua nên là mong rằng là sau này khi rời giảng trường đại học thì các cháu tiếp tục cố gắng để phát huy những cái thế mạnh của mình để là những công dân tốt cho xã hội sau này. Cuối cùng, tất cả đã khép lại trong dư vang thành công rực rỡ, xen lẫn những cung bậc bồi hồi và tiếc nuối. Thêm vào đó, về phía các khoa, hội sinh viên cũng phát động chuỗi sự kiện lớn nhằm cảm ơn và tạm biệt đến khóa K50. Dù có đi bất cứ đâu, cũng đừng quên rằng có một thanh xuân để nhớ, đó là Ulysses. Be Ulysses, be cool! Hola hola, chúng ta là nhà. Trong mùa hè vừa qua, mái nhà Hola của chúng ta đã chào đón hơn 1.000 các bạn sinh viên Ulysses tới tham gia học tập và trải nghiệm môi trường quân sự. Và hãy cùng theo chân Ulysses TV để khám phá xem các bạn sinh viên K53 của chúng ta đã trải qua một mùa hè nóng bỏng tại Hola như thế nào các bạn nhé. Từ ngày 1 tháng 7 đến 12 tháng 8 năm 2020, hơn 1.300 sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức tham gia chương trình học phần giáo dục quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất đợt hè năm nay tại Hòa Lạc. Tham gia khóa học, sinh viên Ulysses đã có cơ hội được trải nghiệm một môi trường quân ngũ kỷ luật, nghiêm túc như những người lính thực sự. Mọi giờ giấc sinh hoạt đến tác phong làm việc đều được điều chỉnh quy chuẩn và khoa học. Từ giờ báo thức buổi sáng đến giờ giới nghiêm, từ việc nghiêm chỉnh quân trang đến việc ăn uống đầy đủ. Song song với đó, sinh viên cũng được bổ túc các kiến thức, kỹ năng nền tảng về quốc phòng và an ninh, trải nghiệm các môn thể thao thú vị để rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa như đêm nhạc hội Hola, Hola Nhật Báo, Hola Radio, Hola Trong Tôi đã diễn ra sôi nổi và gắn kết tình bạn, tình đồng chí nơi đây. Đặc biệt, sinh viên khóa QH2019 cũng là khóa sinh viên đầu tiên được tham gia hoạt động hành quân dã ngoại. Đến Hòa Lạc thì bọn em cũng khá là lo lắng tại vì nghĩ là cái kỳ quân sự nó sẽ rất là vất vả ấy ạ. Vì cũng nhiều cái xa lạ và bọn em chưa từng phải, em nghĩ là nó rất khổ. Nhưng mà khi lên đây thì mọi thứ nó lại khá là khác xa so với những cái em đã nghĩ, đã tưởng tượng. Và nó rất là vui vì em được làm mọi thứ trải qua cùng với các bạn. Em lên đây thì em thấy là các thầy rất là đáng yêu, chăm chỉ tận tâm và cơm đây cũng rất là ngon nữa. Em muốn gửi gắm với các bạn là cứ hãy lạc quan lên và coi cái kỳ quân sự thời gian ở Hola như là một cái trải nghiệm rất là đáng để thử ạ. Và đừng có lo lắng quá và đừng suy nghĩ nó là một cái gì đấy quá là đáng sợ. Thì em nghĩ đây là một thực sự là một trải nghiệm rất là quý giá trong thời sinh viên. 6 tuần ngắn ngủi đã khép lại, nhưng các sinh viên K53 không chỉ có thêm những người bạn mới mà còn được rèn luyện nếp sống tự lập và khuôn mẫu tác phong. Đây sẽ là những hành trang kỷ niệm cũng như trải nghiệm khó quên đối với thanh xuân của sinh viên K53. Trong khi đó thì thêm tin vui cho Ulysses, chúng ta đã chào đón những gương mặt các bạn sinh viên K54 đầu tiên thuộc đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên tới nhập học vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Ngày 4 tháng 9 năm 2020, tại hội trường Vũ Đình Liên khoa Pháp, những gương mặt K54 đầu tiên của Ulysses đã lộ diện qua buổi nhập học dành cho đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Trong thời điểm phòng chống dịch, công tác tiếp đón đặc biệt được chú ý hơn và diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ. Học sinh và phụ huynh đều được đo nhiệt độ, rửa tay và đeo khẩu trang trước và trong quá trình nhập học. Rất nhiều cán bộ nhân viên cùng hơn 50 bạn đại sứ sinh viên Ulysses cũng đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm đó để hỗ trợ nhập học và tận tình hướng dẫn các em cùng phụ huynh.
Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng chuẩn bị các bàn tư vấn về ký túc xá, nhà trọ cho các bạn tân sinh viên. Và đặc biệt hơn, các tân sinh viên khi tham gia nhập học còn có thể mang về những món đồ mang đậm màu sắc ULIS qua việc ghé qua gian hàng ULIS, bao gồm thiệp chúc mừng cùng một chiếc áo đồng phục ULIS mang màu xanh hy vọng để tiếp thêm sự tin yêu và động lực cho các em cho hành trình 4 năm sắp tới. Những gương mặt K54 tiếp theo sẽ được tiếp tục lộ diện sau khi nhà trường công bố điểm chuẩn và tổ chức nhập học đợt 2 cho các bạn trúng tuyển theo diện xét tuyển điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia vào tháng 10 tới. Sau bao tuần thực hiện dạy và học trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 7 tháng 9, sinh viên ULIS đã quay trở lại học tập tại trường. Ngày 7 tháng 9, toàn bộ sinh viên ULIS đã quay trở lại trường học tập sau 3 tuần thực hiện dạy và học trực tuyến để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau quãng thời gian học tập trực tuyến do dịch bệnh, rất nhiều bạn sinh viên đã bày tỏ sự vui mừng và hào hứng khi được quay trở lại trường học tập. Nhà trường đã chuẩn bị nước sát khuẩn và khẩu trang phát miễn phí tại các khu giảng đường học tập. Học sinh và sinh viên đi học tại trường cũng được yêu cầu đeo khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của nhà trường. Trong thời gian kỳ nghỉ hè diễn ra, nhà trường đã nâng cấp trang thiết bị phòng học cũng như sửa sang homi nhà đa năng và khai trương hai homi tại A2 và B2. Với không gian xanh, sạch, đẹp, đây sẽ là những địa điểm tuyệt vời dành cho giảng viên, cán bộ và sinh viên ULIS cùng nhau học tập và nghỉ ngơi. Hòa chung với không khí đó, Trung học cơ sở ngoại ngữ và Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ cũng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng và bắt đầu năm học mới tại trường. Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2020, hòa chung với không khí của cả nước ngày tự trường, trường Trung học cơ sở ngoại ngữ và Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ trực thuộc Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Tại buổi lễ năm nay, trường Trung học cơ sở ngoại ngữ đã chào đón thêm 100 gương mặt mới của các học sinh khối 6 và cùng với đó là sự hiện diện của gần 642 tân học sinh K52 của trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ. Những ánh mắt háo hức cùng các tiết mục văn nghệ chào mừng đã khiến cho không khí khai giảng trở nên sôi động và thoải mái hơn bao giờ hết. Hôm nay là buổi khai giảng thì chị cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là tự hào khi con mình đã là một thành viên của ngôi trường này. Một cái buổi khai giảng diễn ra trong một không khí rất là ấm cúng, cảm nhận được sự yêu thương của nhà trường, của các thầy cô cho các con. Trong cái bối cảnh đại dịch Covid như này, một cái buổi khai giảng như này chị cảm thấy thật sự là trọn vẹn. Các hoạt động chào mừng năm học mới cũng được triển khai tại ngày hội này. Các bạn nhỏ UNS đã rất hào hứng khi được gặp các anh chị sinh viên của ULIS giới thiệu về các ngôn ngữ được giảng dạy tại trường như ngôn ngữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức. Bên xem về đó là các hoạt động trải nghiệm đặc trưng văn hóa của các ngôn ngữ này. Con thấy rất là vui và tất cả những môn học nó đều rất là bổ ích. Con biết được nhiều văn hóa, biết được các văn hóa của nhiều nước. Hôm nay mình rất là vui vẻ được trải nghiệm những cái văn hóa của những nước Đức, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Con thấy hôm nay rất là vui vì học những cái tiếng Pháp và những cái văn hóa truyền thống rất là hay. Thế là ngày hôm nay rất là vui, các anh chị rất là thú vị. Năm học 2020-2021 cũng là năm học đầu tiên nhà trường đưa vào thực hiện đề án chuyển đổi số và đề án FIRE, đề án nâng cao hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Năm học 2020-2021 cũng là năm học đánh dấu lần đầu tiên nhà trường đưa vào thực hiện đề án chuyển đổi số. Đây là đề án nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại nhà trường, bao gồm các hoạt động xây dựng website môn học, số hóa học liệu cho người học và đặc biệt là đẩy mạnh và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng ban hành đề án FIRE, đề án nâng cao hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Vậy nhà trường mong chúng ta sẽ tỏa sáng, chúng ta sẽ sẵn sàng cho cuộc sống nghề nghiệp sau này và một cái tương lai tốt sẽ đến với tất cả sinh viên của chúng ta sau khi tốt nghiệp. Và đấy là cái mong muốn của nhà trường khi triển khai cái đề án mà chúng ta gọi một cái tên rất là thân mật là FIRE, tức là đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Bằng việc tổ chức chuỗi các hoạt động hỗ trợ, xây dựng các văn bản hướng dẫn, kết nối doanh nghiệp, nhà trường hy vọng sẽ tạo ra sân chơi cho các bạn sinh viên được thỏa sức đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.
tại sao lại không đeo khẩu trang? Lần sau nhá, lên giảng đường thì nhớ đeo khẩu trang vào các bạn. Gì ơi? Nhìn lại những hoạt động trong 3 tháng vừa qua. Vậy thì tháng 10 sắp tới, Ulysses có gì nhỉ? Vừa rồi cũng đã thay lời kết cho bản tin phát sóng đầu tiên của Ulysses TV ngày hôm nay. Chúng mình sẽ còn liên tục cập nhật các thông tin trong các bản tin tháng tiếp theo. Và hãy đừng quên follow chúng mình tại fanpage Facebook và YouTube channel Ulysses TV Living in Short các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hey hey. We're Ulysses TV. Nhanhan University. Yeah, you ready? 3, 2, 1. Để tôi nói cho bạn nghe về những điều của trường U tôi. Đâu phải ai cũng biết, vậy thì giọng tài lên mà nghe. Và cho tôi thì nhiều vô kể, cho chúng tôi cũng không đếm xuể. Vậy là cứ mang tiếng là ế, nhưng chẳng ai muốn thế. Vì đơn giản, đây là xu thế. Thực tế chỉ trường U toàn dân ế, nhưng lại có món đặc sản, đó là bão deadline ngập tràn. Mỗi năm chỉ có 12 tháng, chẳng tháng nào chúng tôi được yên. Nhưng chúng tôi có đặc điểm, đấy là deadline for one night. Dù chạy trong một đêm, nhưng điểm cực kỳ nice. Thầy cô thì trầm trồ, bạn bè wow, ngưỡng mộ. Ôi giờ ra ba cái deadline, tất cả trong một nốt nhạc. Thế trường U tới đó, có tuyệt vời không? Sao một cơ thuyết trợ trang chúng tôi từ sáng tới trưa chậm mắt lại tới tối. Cái sân trường như một sàn diễn, được mọi người đi gặp muôn nơi từ Trung, Nhật, Hàn rồi đến Mỹ, Nga, Pháp. Thời trang đâu trường tôi cũng có, cả thần thái cũng được của nó. Hey, thầy cô trường tôi trẻ trung không kém gì bọn mình đâu. Đôi khi lại còn được nhầm gọi thầy cô như bạn bè tiền bối. Anh chị khi biết rồi thì lặng bội rồi. Ôi trời ơi, chuyện thường thôi. Ôi có cái deadline, để hôm sau kể nhá. Khi biết rồi thì lặng bội rồi. Ôi trời ơi, chuyện thường thôi. Ôi có cái deadline, để hôm sau kể nhá.